Chào cả nhà. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Vậy thị trường đã trải qua một những cái phiên biến động khá là mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài là cái nhân tố chính trong những phiên gần đây. Chỉ trong 3 phiên vừa qua thôi, 3-4 phiên vừa qua thôi, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trung bình trên 1.000 tỷ một phiên. Gần đây có 2 phiên là bán 1.500 tỷ. Cái tình trạng mà ồ ạt rút vốn như thế này nó cũng gây áp lực lớn lên thị trường. Đây là một cái biến số mà chúng ta cũng có thể kiểm soát được trong thời gian tới. Cái xu hướng bán ròng này chưa có cái dấu hiệu dừng lại, hoàn toàn chưa có cái dấu hiệu dừng lại. Có lẽ trong cái năm nay là cái năm mà thị trường sẽ bị bán ròng mạnh nhất, mạnh nhất. Thì chúng ta thấy cái VN Index trong năm 2021 á, không? Trong năm 2021, đây, đó, đây, từ đây, đó, từ đây đổ đi, không? Nhất là cái đoạn này, cái đoạn vừa, cái năm đó thì cái chỉ số nó 1.200, cái 1.200 trở đi thì giá cổ phiếu nó rất là ảo, nên cơ hội ngàn năm có một để nhà đầu tư nước ngoài người ta chốt lời. Thì trong 5 năm trở lại đây thì gần như năm nào nhà đầu tư nước ngoài cũng cũng bán ròng mạnh. Cái năm 2021 này, trong cái giai đoạn thị trường tăng nóng này nè, thì chúng ta nhìn ở dưới chúng ta thấy cái dòng tiền 2021 là dòng tiền rất là cao, cực kỳ cao, dòng tiền rất cao, nên nó hấp thụ được cái lượng bán ròng. Thì trước đó chúng ta thấy dòng tiền nó bình thường, rất là thấp, nhưng mà đến 2021 thì dòng tiền nó cao gấp 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 4 lần bình thường, dòng tiền nó hấp thụ được. Còn bây giờ chúng ta thấy cái dòng tiền bây giờ thì nó tương đương với các năm trước thôi, chứ nó không cao lắm. Đó. Mà tốc độ bán ròng rất là mạnh. Cái năm 2022 thì nhà đầu tư nước ngoài mua ròng thì chúng ta thấy sau khi họ chốt lời ở cái vùng đỉnh thì ồ ạt bắt đáy ở cái mốc mà 1.000, với cái quỹ phu bông gia nhập thị trường, thành ra mua ròng trở lại. Đó. Tuy nhiên có bán 2021 mua 2022 thì cái tính ra cái mức độ bán ròng thì nó không nhiều, nó cỡ 30.000 thôi, 30.000 tỷ thôi.
Tuy nhiên chúng ta thấy từ từ đây à, từ đây là đầu năm 2024 này à, từ đây tới đây mới có nhiêu đây thôi mà nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 30 gần 33.000 gần 33.000 tỷ, bán ròng rất mạnh, bán rất là mạnh. Nếu như nếu như từ đầu năm đến giờ mà nhà đầu tư nước ngoài không có bán ròng, giả sử như vậy, không có bán ròng, thì VN Index có thể đã lên ít lắm thì 1.350, 1.350. Chúng ta thấy giống như cái biểu đồ nó đi như thế này, là giống như quá trình nó đi lên rồi nó chỉnh rồi nó đi lên thôi à. Nhưng mà cái khả năng mà VN Index break khỏi 1.300 này này để nó bứt tốc nó lên, cái khả năng này nó rất là dễ xảy ra. Tuy nhiên gặp cái lực cản bán ròng rất là mạnh, không? Những phiên gần đây bán 1.500 tỷ phiên rồi cộng lại chia ra thì cũng trên 1.000 tỷ một phiên. Và chúng ta thấy tốc độ mua ròng của cái nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1-2.000 tỷ một phiên. Như vậy thì cái lượng tiền ở trong tài khoản nó sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Thì lúc đó nó xảy ra cái tình trạng no cổ phiếu. Tức là nhà đầu tư mua vào, nhà đầu tư cá nhân mua vào cho đến lúc cái margin đẩy cái margin lên cao, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái lượng tiền khả dùng để mua nó suy giảm. Thì lúc đó nó trở thành áp lực và thị trường nó dễ giảm. Với cái tốc độ bán ròng hiện nay, chắc chắn nhiều nhà đầu tư cũng sẽ lo ngại. Lo ngại. Và thị trường nó rời khỏi cái ngưỡng ha. Thị trường nó rời khỏi cái ngưỡng chúng ta thấy bây giờ nó lên, nó lại nó test lại cái nó lên lại 1.280 đó. Có những phiên kéo lên mạnh cái vùng này nhưng bây giờ như hôm qua là trước cái sức ép bán ròng mạnh như thế thì tâm lý thị trường nó cũng yếu đi, và cái độ no cổ phiếu trong trường hợp chúng ta sẽ phân tích ra. Đối với trường hợp thứ nhất, nếu nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán ròng thì VN Index nó sẽ tích lũy ở đây, tích lũy ở cái vùng này này một số phiên, và nó bứt tốc nó qua khỏi 1.300 thì nó cũng dễ dàng, nó dễ dàng chứ không phải là khó. Nhưng mà trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh thì cái này thì dễ xảy ra. Chúng ta nhìn thấy cái tình trạng nhà đầu tư rút rút vốn ở các thị trường, ví dụ như Đông Nam Á này, thậm chí cả Trung Quốc, các cái nước mới nổi, do cái chênh lệch lãi suất, do cái chênh lệch lãi suất và cái sức hấp dẫn của cái lợi tức ngắn hạn, thì chúng ta thấy
các cái dòng tiền đầu cơ hiện trong những năm qua nó trú ẩn vào cái lợi suất ngắn hạn đó. Nó đẩy cái tổng cái giá trị đầu tư an toàn ở các nước phát triển đó, chúng ta thấy nó lên khoảng 5.000 mấy, 6.000 tỷ đô. Nó tăng lên rất nhanh. Cho đến khi Fed Fed hạ lãi suất. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh cũng một phần do cái con đường hạ lãi suất của Fed nó bị kéo dài ra. Nó không như kỳ vọng trước đó. Thành ra cái tài sản an toàn, cái kênh đó nó vẫn tăng mạnh mẽ. Còn ở Việt Nam chúng ta hay là các nước khác xung quanh chúng ta hay Trung Quốc bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng rất mạnh, nó cũng có nguyên do. Như ở Trung Quốc thì kinh tế nó suy yếu nhanh, ở Việt Nam chúng ta thì cái sức ép tỷ giá và lợi tức ngắn hạn. Cái lợi tức ngắn hạn, ví dụ như ở Mỹ đi thì nó 5.5%, nó cao hơn rất nhiều so với cái hiệu quả ở Việt Nam. Thành ra nhất là các cái quỹ ETF đó, các cái quỹ đầu tư bị rút rất là nhiều, chưa nói đến các tổ chức ha. Thì kể cả cái quỹ mà sung nhất, cái quỹ Phu Bông là sung sung nhất, thì những tuần gần đây là bị rút rất là mạnh, rút rất là mạnh. Rồi ví dụ như cái quỹ của DC đó, DC mà mua lại VFM đó, không, thì cái quỹ này á, bị rút ròng khá là mạnh và không có cái chưa có cái dấu hiệu dừng lại. Một quỹ thôi ha. Chúng ta ví dụ như một quỹ thôi thì tính từ đầu năm mà rút ròng khoảng 6.300 tỷ, nó khá là lớn. Ta nhìn như thế thì gần đây đó, cái quỹ Phu Bông cũng bắt đầu bị rút ròng mạnh. Thì hầu hết các cái quỹ mà có nhà đầu tư nước ngoài người ta mua chứng chỉ đó thì bị rút ròng rất mạnh. Thì ở cái trường hợp thứ hai thì chúng ta thấy nếu cái tốc độ bán ròng như như thế này thì nó quá lớn không? Thì chúng ta sẽ thấy cái lượng bán ròng có thể nó diễn ra trong tháng 5 rồi đến tháng 6, không, đến tháng 6. Với tốc độ như thế này thì chúng ta thấy trong tháng 6 có thể người ta bán ví dụ như 15-20 nghìn tỷ nữa thì thị trường nó sẽ khó lên, nhà đầu tư sẽ no cổ phiếu. Chúng ta nhìn thấy với cái tốc độ nhà đầu tư nộp tiền mới vào thì nó không thể theo kịp cái tốc độ bán ròng hiện nay. Nó không thể theo kịp. Thì thành ra những cái phiên bán ròng lớn như hiện tại mà nó chỉ cần kéo dài trong một vài tuần thì tôi nghĩ thị trường chứng khoán nó sẽ bị no cổ phiếu. Nó bị no cổ phiếu. Và chúng ta thấy VN Index mà bán ròng mạnh mà nó quay đầu, nó lủng khỏi cái mốc này. Đó, cái mốc nó khoảng 1260 đó, không thấy, thì giống như kiểu VN Index nó tạo hai đỉnh. Và chúng ta nhìn thấy cái hộp bên này nè, đó, cái hộp bên này nó tạo hai đỉnh, nó hộp tạo hai đỉnh. Thì bên này cái hộp này nó gần gần y chang
nó khá giống bên này, rất giống bên này, nó đi được tới đây rồi, giống như bên này mà từ bên này mà nó đi được tới đây, nó đi được tới đây này. Đó. Mà nếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh kiểu như bây giờ mà cứ trên 1.000 tỷ phiên kiểu này thì tiền không có nộp vào kịp, thì nhà đầu tư cá nhân có xu hướng sử dụng margin. Đó, thì sử dụng margin nhiều thì tới lúc nào đó nó gãy nếu như nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, thị trường không chịu nổi, bởi vì cái tốc độ mà nộp tiền vào để mà cân cái lượng nhà đầu tư nước ngoài bán đó thì nó không kịp, nó phải cần rất nhiều thời gian. Thì các bạn phải hiểu ý nghĩa của thị trường chứng khoán, nó có nhiều biến số. Giống như trong năm nay mà nếu nhà đầu tư nước ngoài không có bán ròng thì bây giờ chỉ số nó không có nằm ở vùng này đâu. À, các bạn thấy không? 30 mấy ngàn tỷ là một cái sức ép nó khá là lớn chứ không phải là nhỏ. Khá là lớn. À. Có cái quan điểm người ta cho rằng ví dụ như nhà đầu tư nước ngoài họ giao dịch thì nó chiếm khoảng 10% thị trường. Nhưng mà tới cái tốc độ họ bán ròng, ví dụ như nay họ bán ròng 5-7%, mai lại 5-7%, bữa kia lại 5-7%, thì nó không còn là cái tỷ lệ nắm giữ của họ không có lớn. Nhưng mà tốc độ bán ròng như thế thì nó làm cho cái tiền tươi ở trên thị trường nó cạn kiệt. Nó cạn kiệt. Các bạn cũng biết là trên thị trường chứng khoán nó chỉ có giấy, tức là cổ phiếu. Nó chỉ có cổ phiếu chứ tiền không có đâu. Các bạn đừng có lầm cái chỗ đó. Ví dụ một cái thị trường mà mấy triệu tỷ, 5-6 triệu tỷ, 5-6 triệu tỷ, nhưng tiền tươi trên thị trường nó cỡ 100.000 tỷ thôi, không có nhiều, nó duy trì cỡ 100.000 tỷ. Mà bán ròng, ví dụ như giả sử thôi, chứ cái nước ngoài bán ròng mình không biết. Giả sử như tới ngày 30 tháng 6 họ bán ròng 50.000 tỷ, mà tốc độ nộp tiền vào nó đâu có lớn, đúng không? Thì cái lượng tiền tươi trên thị trường nó suy kiệt, lúc đó cái lượng margin nó lớn. Và chúng ta thấy trên thị trường chứng khoán, nếu mà các bạn lấy cái lượng margin các bạn trừ cho tiền tươi thì nó là một số âm. Nên trên thị trường chứng khoán, cái lượng nắm giữ cổ phiếu trừ đi do nợ với các công ty chứng khoán thôi, chưa nói gì nợ bên ngoài, nợ cái khác nữa, thì nó là một số âm. Thành ra nói thẳng ra, trên thị trường chứng khoán là thị trường không có tiền, nên mọi lúc nó giảm mạnh là do đó, là do cái margin nó lớn hơn tiền mặt rất nhiều. Đó. Thì đối với thị trường thì không có cái, hiện thì nói chung không có cái gì đó xấu lắm. Còn cái chuyện ngân hàng nhà nước tăng lãi suất thì chúng ta thấy thị trường nó chiết khấu cái thông tin đó không có lớn. Và chúng ta cũng chứng kiến trong 2 tháng vừa qua, các cái ngân hàng thương mại người ta cũng tăng lãi suất,
người ta cũng tăng lãi suất khá là nhiều. Thì tuy nhiên chúng ta nhìn chúng ta thấy thì cái lãi suất 12 tháng nó cũng đang dưới 6%, chứ không phải là lớn lắm, nó được xem là cái mức tương đối thấp. Thì thị trường nó chiết khấu với những thông tin này, nó không phản ánh cái mức độ xấu lắm. Thì trên thị trường thì không có thông tin gì đáng để xấu, nó chỉ có cái áp lực tỷ giá nó vẫn còn, tỷ giá thì không có tăng nhưng mà cái áp lực nó vẫn còn. Thứ nhất chúng ta thấy chúng ta đang nhập siêu trong 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 gần đây nó rất lớn, nó làm cho cái sức ép lên ngoại tệ, rồi nhà đầu tư nước ngoài rút ròng. Thì chúng ta thấy khoảng tỷ mấy đô rồi đúng không? Đó. Đối với thị trường chứng khoán thì rút tỷ mấy đô nó cũng áp lực tỷ giá. Thì cái biến tỷ giá nó vẫn còn, nó chưa hết. Đó, đó là cái thông tin duy nhất. Thông tin duy nhất. Thì với cái áp lực tỷ giá như thế thì trên thị trường nó có tin đồn là nhà đầu tư nước ngoài quên ngân hàng nhà nước tăng lãi suất, nhưng ngân hàng nhà nước lên bác bỏ cái điều đó. Rồi thì chúng ta nhìn thấy cái đợt hồi phục này này, cái thị trường hồi phục này này, thì nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán và kể cả nhóm ngân hàng hồi phục khá yếu, hồi phục rất là yếu, không có mạnh. Thì tất nhiên là trong chứng khoán thì có một vài cổ phiếu nó mạnh hơn, thì trong ngân hàng nó có một vài cổ phiếu nó mạnh hơn, thì trong bất động sản nó không có vài cổ phiếu nó mạnh hơn, nhưng mà nhìn chung cả ba nhóm này này nó hồi phục rất yếu. Và dòng tiền nó tập trung vào những cái nhóm riêng lẻ khác, những cái cổ phiếu khác. Đó, những cổ phiếu khác. Thì thành ra VN-Index hồi phục như thế này, hồi phục lên bằng cái gần bằng cái đỉnh cũ, nhưng mà ba nhóm kia yếu thì chứng tỏ cái dòng tiền nó yếu. Ba nhóm kia chúng ta nhìn thấy cái sự hồi phục khá là thấp. Trong đó ví dụ như các cổ phiếu riêng lẻ, ví dụ như nhóm Viettel ha, nhóm Viettel hay là nhóm FPT vân vân, chúng ta thấy nhiều cái nhóm đó nó hồi phục mạnh hơn nhiều so với thị trường, phần còn lại thị trường. Một số cổ phiếu riêng lẻ nó hồi phục mạnh. Thì chính vì thế chúng ta thấy nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán hay nhóm ngân hàng nó không tạo ra được cái sóng, nên cái chỉ số thì cũng về đỉnh cũ, nhưng mà ba nhóm này là nó hồi phục đâu được nửa nửa chừng, chứng tỏ dòng tiền trên thị trường yếu. Thì dòng tiền yếu thì nguyên nhân chính thì các bạn thấy nhà đầu tư nước ngoài người ta bán ròng mạnh, thì đó là cái nguyên nhân chính đó. Thì các bạn thấy rồi đó, trong tháng 5 này trong cái tốc độ bán ròng cực mạnh, mà cứ bán như thế này thì tôi nghĩ thị trường không có chịu nổi đó. Mà bây giờ những phiên tới, những tuần tới họ bán ròng như thế nào thì tôi sao biết được, tôi không biết. Cái đó là cái khó, cái đó cái rất khó. Nhưng mà họ bán ròng với tốc độ như thế này thì tôi nghĩ thị trường gãy,
Cái này là câu nói có điều kiện ha, câu nói có điều kiện chứ không phải là mình nói nó gãy, mà nói nếu cái tốc độ bán như thế này thị trường gãy, bởi vì không có hấp thụ được, không bạn thấy được trên trên cái bình diện chung á, thì chúng ta thấy thị trường nó hồi phục lên tới đây mà nó giữ được cái vùng này là khá là tốt đó, nhưng mà bị băng rồng mạnh thì chịu thôi, không có cách nào khác. Trong trường hợp mà thị trường nó chuyển biến nó xấu nếu có, thì các bạn quản trị rủi ro thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Quản trị rủi ro thôi. Và bên này nó khá giống với bên này, nó không có cái đợt giảm như thế này đâu. Đợt giảm như thế này đối với năm trước nó có nhiều cái thứ nó xấu lắm đó, nó không có giảm như thế này. Nhưng mà như thế này mà nó xuống tới cái mức nào đó thì người ta gọi nó là cái mô hình hai đỉnh đó. Mà nó gặp phải một cái thông tin gì đó xấu là dễ tụt lắm, nó dễ tụt. Tuy nhiên giống như tôi nói vậy đó, trong cái đợt này trời, mà đi nó cái với cái phương án mà thị trường nó gãy nó xuống thì nó sẽ không xuống nhiều, không xuống nhiều. Cái chốt chặn của nó vẫn là 1220, chốt chặn của nó 1220. Thì chúng ta thấy ví dụ như từ đây xuống tới dưới này ha, nó giảm khoảng 120 điểm, 120 điểm. Thì giống như ở bên này thì chúng ta thấy nếu thị trường nó suy yếu, nó cũng chỉ giảm khoảng 50-60 điểm là cùng. Nó không như bên này, không như bên này. Đó, cái chúng ta lo ngại nhất chính là nhà đầu tư nước ngoài băng rồng. Đó thôi. Điển hình là các bạn trading mà các bạn trading muộn, tức là thị trường hồi phục mà các bạn vào hàng muộn, thì ví dụ như vào ngân hàng, chứng khoán với bất động sản thì đang không có lời, nếu vào muộn không có lời, thậm chí đang lỗ. Thì cái đặc tính của cái sóng hồi này thì ba cái nhóm này dòng tiền khá là yếu. Thì nhìn chung cái phương án thị trường nó có thế thôi, chứ không chả có gì mới. Rồi. Xin chúc các bạn giao dịch thành công ha.